Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Thủy điện Việt Nam Official. Buổi hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn đi tìm hiểu về những cái nghị định liên quan đến quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng. Đối với các nhà máy thủy điện thì hiện nay thì hiện cái quan trắc cái khí tượng thủy văn chuyên dùng là điều bắt buộc cho đối với mỗi nhà máy thủy điện. Đặc biệt là khi chúng ta vận hành các nhà máy thủy điện thì chúng ta phải quan trắc một số các cái nghị định theo cái quy định của pháp luật. Đầu tiên là các bạn cần nghiên cứu về cái nghị định 114/2018, thì các bạn có thể thấy được rằng các bạn cần đọc được. Đó, thứ nhất là phân loại đập hồ chứa nước. Đối với những hồ chứa nước lớn và những hồ chứa nước đặc biệt quan trọng thì các bạn có thể thấy được rằng theo cái quy định chung của chính phủ, người ta sẽ quy định là đối với những cái hồ nước lớn, hồ nước đặc biệt quan trọng. Còn đập hồ chứa nước lớn thuộc trong các trường hợp sau: đập có chiều cao từ 15m đến dưới 100m, hoặc đập hồ chứa nước quy định tại điểm C khoản này. Điểm C đấy. Điểm C là hồ chứa nước có dung tích toàn bộ từ 3 triệu đến dưới 1 tỷ mét khối, trừ các hồ quy định tại khoản 1 điều này. Còn đối với đập thì có chiều cao từ 10 đến 15m, chiều dài đập từ 500m trở lên, hoặc chiều cao đập từ 10 đến dưới 15m có lượng xả lũ thiết kế là trên 2.000 khối. Thì các bạn có thể thấy được rằng là các bạn sẽ căn cứ vào cái đập của các bạn có thuộc ở trong cái chiều cao đập có thuộc ở trong những cái điều này không. Thứ hai là lưu lượng xả tràn thiết kế và lưu lượng cái dung tích hồ chứa. Đập hồ chứa nước vừa thuộc một trong các trường hợp sau: đập có chiều cao từ 10 đến 15m, hoặc đập hồ chứa nước quy định tại khoản B điều này, tức là từ 500.000, hồ có dung tích là từ 500.000 đến dưới 3 triệu mét khối, đấy là hồ chứa nước vừa nhé. Thì các bạn xem cái điều chiều cao đập và cái dung tích hồ chứa của bạn có thuộc cái này không. Tiếp theo là đập hồ chứa nước nhỏ, là đập có chiều cao từ dưới 10m hoặc hồ chứa có dung tích dưới 500.000 mét khối, thì các bạn cần chú ý. Và điều thứ 15 ý, thì các bạn cần chú ý thêm, đó là điều 15 là cái điều về cái quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng. Còn quy trình vận hành hồ chứa thì các bạn cần chú ý là quy định theo quy định vận hành hồ chứa là định kỳ 5 năm chủ sở hữu đập hồ chứa thủy điện thì phải ra soát, đánh giá, thực hiện các quy trình vận hành hồ chứa, gửi sở công thương và cơ quan phê duyệt theo quy trình vận hành hồ chứa. Đối với hai cấp huyện ấy, đối với quy trình vận hành hồ chứa thì các bạn cần chú ý đó là bây giờ thì đập ấy, thuộc lưu vực thuộc cái giữa hai huyện ấy, thì các bạn thấy là tỉnh sẽ duyệt cái quy trình vận hành hồ chứa. Còn quy trình vận hành hồ chứa thuộc địa giới giữa hai thuộc địa giới giữa hai tỉnh thì là Bộ Công Thương, Bộ sẽ duyệt cái quy trình vận hành hồ chứa. Phần tiếp theo đó là phần về quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng. Đối với cái quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng thì đối với đập hồ chứa nước có cửa van điều tiết lũ phải quan trắc lượng mưa trên lưu vực, quan trắc mực nước hạ lưu đập, quan trắc mực nước hạ lưu thượng lưu, tính toán lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả, dự báo lưu lượng đến hồ và khả năng gia tăng mực nước đến hồ. Đấy là các bạn chú ý ra là về cái đập hồ chứa nước có cửa van điều tiết lũ nhé. Thì các bạn thấy là cửa van điều tiết lũ là những cái đập van cung ấy, thì các bạn cần chú ý là các bạn có thuộc những cái điều này không. Thứ hai, đập hồ chứa nước lớn có tràn tự do phải quan trắc lượng mưa trên lưu vực, mực nước tại thượng lưu, hạ lưu đập, tính toán đến lưu lượng nước đến hồ và lưu lượng xả. Thì các bạn cần chú ý tính toán những cái thông số này và truyền lên cái cục khí tượng thủy văn nhé. Đối với đập hồ chứa nước vừa có tràn tự do phải quan trắc mực nước tại thượng lưu, hạ lưu đập, tính toán lưu lượng xả, khuyến khích áp dụng với các quy định tại khoản B điều này. Thì các bạn cần chú ý rằng là người ta chỉ khuyến khích những khoản B này thôi nhé, còn mình sẽ không cần làm cái việc đó là tính toán lưu lượng đến hồ. Đấy, thì các bạn cũng không cần thiết lắm. Thì các bạn cần thì các bạn bổ sung thêm điều B. Và chế độ quan trắc thì các bạn đối với cửa van điều tiết lũ thì quan trắc 2 lần là 7 giờ 19 giờ, thì các bạn cần chú ý. Đấy. Người ta sẽ quy định đối với tràn tự do thì quan trắc 2 lần, một lần 7 giờ 19 giờ, một kiệt 4 lần một ngày vào 1 giờ 7 giờ 13 giờ 19 giờ khi lũ thấp ngưỡng tràn, và 1 giờ trên lần khi lực mực nước hồ bằng hoặc cao ngưỡng tràn.
Đối với cái nghị định nhà cái chế độ quan trắc tiêu chuẩn văn chuyên dùng này, nếu mà các bạn muốn tính điều toán được cái lưu lượng nước đến hồ ấy, hoặc là lưu lượng lượng mưa trên lưu vực ấy, thì các bạn cần xem cái thông tư số 30 đấy. Mật độ trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng, thì mật độ trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng này thì, trong một số trường hợp cụ thể như sau: cái khoảng cách giữa các trạm đo mưa từ 10 đến 15 km đối với các vùng sau đồi núi sườn dốc đấy, tổng lượng mưa trung bình nhiều năm từ 1.600 mm trở lên và khu vực đô thị loại 3 trở lên, phục vụ tính toán lưu lượng nước đến hồ đấy, phục vụ tính toán lưu lượng nước đến hồ, lưu vực sông suối cung cấp nước cho hồ chứa có dung tích từ 500.000 m3 trở lên, thì bố trí 10 đến 15 km từ một trạm đo mưa, các nhánh sông suối đến hồ có diện tích lưu vực từ 100 km trở lên bố trí một trạm quan trắc đo lưu lượng nước. Thì các bạn chú ý là các bạn xem cái lưu vực của mình là thuộc có bao nhiêu km vuông nhé. Thứ hai là dung tích hồ chứa có bao nhiêu mét vuông thì các bạn cần bố trí như này. Thì theo tôi thì sẽ các bạn sẽ xem trên cái nhánh sông của các bạn thì gồm có mấy điểm đấy. Mấy điểm mấy cái nhánh sông thì các bạn cần chú ý là chỉ có ba nhánh chính thôi, thì các bạn sẽ quan trắc ba trạm đo lưu lượng, quan trắc là cái trạm mà đo mưa nhé, còn diện tích lưu vực từ 100 km lên thì bố trí một trạm quan trắc đo lưu lượng. Thì thường là các nhà máy thủy điện thì thường sẽ lớn hơn 100 km vuông, các bạn cần chú ý nhé. Đấy, đối với nghị định 48 thì các bạn trước thì các bạn cần chú ý là nghị định này thì quan trắc thêm cái thêm cái đó là cái việc mà chúng ta quan trắc cái lượng mưa ấy. Lượng mưa đúng không? Lượng mưa thì bình thường là theo nghị định 38 cũ thì cái lượng mưa thì chỉ cần là hồ là lớn hơn 3 triệu khối thôi, nhưng mà bây giờ cái nghị định mới của nghị định số 48 này thì các bạn cần chú ý đó là quan trắc thêm cái hồ chứa nước vừa nhé. Đấy. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video hữu ích xin vui lòng chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nhé.